niệm trụ tránh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi sâu xa nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa khổ tập diệt đạo giải thoát giải thoát chi kiến sâu xa nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa ba đời quá khứ vị la hiện tại bình đẳng sâu xa nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa các lực vô úy tám pháp Phật bất cộng sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa, vô lượng thần thông sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa, trí không chấp trước ba đời, trí tận tất cả Phật Pháp, trí vô sanh, trí diệt, trí vô tác, trí lìa nhiễm sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa. Bỏ các trí triển cái sâu xa nên bát nhã ba la mật đa này rất sâu xa. Này xá lợi tử, ví như biển lớn sâu rộng vô lượng, cũng vậy, bát nhã ba la mật đa này, cũng sâu rộng vô lượng. Nói sâu rộng nghĩa là sự chứng đạt công đức vô biên. Này xá lợi tử, ví như biển lớn là chỗ tập hợp vô lượng vô biên các loại châu báu lớn. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa, tập hợp vô lượng vô biên ngọc báu đại pháp bảo. Xá lợi tử thưa. Bạch Thế Tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa không vì hiển thị tất cả pháp mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có chút pháp nào có thể hiển thị mà hiện tiền xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì đối với pháp có trí không trí mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có pháp có thể gọi có trí và không trí Giá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì đối với pháp có chứa được mà hiện tiền phật đáp Đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp chứa đựng. Xá lợi tử thừa, bạch Thế Tôn như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có sự tiếp nhận mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể tiếp nhận. Xá lợi tử thừa, bạch Thế Tôn như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì đối với pháp có chỗ nương tựa mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thấy có pháp có thể nương tựa xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì đối với pháp có chấp chứa mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có pháp có thể chấp chứa xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì đối với pháp có sự chấp trước mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có pháp dành sự chấp trước xá lợi tử thưa Bạch Thế Tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa, không vì đối với Pháp có sự đắm trước mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có Pháp có thể sanh ra đắm trước. Xá lợi tử thưa, bạch thế tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa, không vì đối với Pháp có chỗ trụ mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy có Pháp có thể cộng trụ xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì đối với pháp có liên tục có gián đoạn mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có pháp liên tục và gián đoạn vậy xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không vì đối với pháp khởi tham sân si để tham sân si mà hiện tiền phật đáp Đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có pháp sanh tham sân si và lìa tham sân si. Giả lợi tử thưa, bạch thế tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa không vì đối với pháp phát khởi người biết và người làm cho biết mà hiện tiền. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy có pháp phát khởi người biết và người làm cho biết. Giả lợi tử thưa, bạch thế tôn như vậy bát nhã ba làng mật đa không vì đối với pháp rõ biết bản tánh không bản tánh mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba làng mật đa sâu xa không thấy có pháp có thể biết bản tánh không bản tánh xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba làng mật đa không vì đối với pháp thanh tịnh mà hiện tiền phật đáp đúng vậy bát nhã ba làng mật đa sâu xa không thấy có pháp thanh tịnh xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thành tịnh phật đáp đúng vậy vì sao xá lợi tử vì các quần xứ giới bản tánh thành tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thành tịnh duyên khởi điên đảo tà kiến ái hành tham sân si vân vân bản tánh thành tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thành tịnh ngã hữu tình mạng sống sự sanh sự nuôi trưởng thành người ý sanh tuổi trẻ người làm người sai làm người phát vời người khiến phát vời người nhận người sai nhận người biết người thấy bản tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thanh tịnh vậy đoạn thường biên vô biên bản tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thanh tịnh bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã bản tánh thành tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thành tịnh niệm trụ tránh đoạn thần túc căn được giác chi đạo chi tịnh lự, giải thoát đẳng trì đẳng trí tứ bi hỷ giả bản tánh thành tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thành tịnh không điền đảo khổ tập diệt đạo thần thông thánh đạo thanh văn địa độc giác địa bồ tát địa Phật pháp tăng bảo pháp thanh văn thừa pháp độc giác thừa pháp bồ tát thừa giải thoát giải thoát tri kiến niết bàn bản tánh thành tịnh nên bát nhã bà làm mật đa sâu xa bản tánh thành tịnh pháp quá khứ vị lai hiện tại vô trước tri kiến 18 pháp Phật bất cộng bản tánh thành tịnh nên bát nhã bà làm mật đa sâu xa bản tánh thành tịnh dục sắc vô sắc giới địa thủy hòa phong không thức giới hữu tình giới pháp giới bản tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thanh tịnh xá lợi tử thừa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không sắc không thấy không sự đối ngại phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không thấy chút pháp nào có sắc có thấy có sự đối ngại xá lợi tử thừa Bạch Thế Tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa, không có sự tạo tác. Phật đáp, đúng vậy, nếu có thể tạo tác thì bất khả đắc. Xá lợi tử thừa, Bạch Thế Tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa, không sự hướng đến. Phật đáp, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy Pháp có thể hướng đến. Xá lợi tử thừa, Bạch Thế Tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa, không thể thiết lập. Phật Đác đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy Pháp có thể thiết lập. Xá lợi tử thừa, bạch thế tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa, tức là bất cộng. Phật Đác đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy Pháp có thể trung cộng. Xá lợi tử thừa, bạch thế tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa, tức là vô tướng. Phật Đác đúng vậy, vì tướng các Pháp bất khả đắc giá lợi tử thừa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không sự soi rõ phật đáp đúng vậy nếu có thể soi rõ thì bất khả đắc Xá lợi tử thừa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa tức là vô biên phật đáp đúng vậy vì sao Xá lợi tử vì các quần xứ giới vô biên nên bát nhã ba la mật đa cũng vô biên duyên khởi điên đảo tà kiến ái hành tham sân si vân vân vô biên nên bát nhã ba la mật đa cũng vô biên đoạn thường thời trước thời sau thời giữa vô biên nên bát nhã ba la mật đa cũng vô biên bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã vô biên nên bát nhã ba la mật đa cũng vô biên niệm trụ tránh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi không điên đảo vô biên nên bát nhã ba la mật đa cũng vô biên tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí sở duyên giải thoát giải thoát tri kiến vô biên nên bát nhã ba la mật đa cũng vô biên thanh văn địa độc giác địa phật địa Phật Pháp Tăng Bảo, Pháp Thanh Văn Thừa, Pháp Độc Giác Thừa, Pháp Bồ Tát Thừa vô biên, nên bát nhã ba la mật đa cũng vô biên, ngã hữu tình vân vân, dục sắc, vô sắc giới, vô đượng thần thông, các triển cái, quá khứ vị lai hiện tại, vô trước chi kiến, địa thủy hòa, phong không thức giới, hữu tình giới, pháp giới vô biên, nên bát nhã ba la mật đa cũng vô biên. Xá lợi tử, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đầu giữa sau đều không thể được, đối với các pháp cũng không thể được. Xá lợi tử, bát nhã ba la mật đa sâu xa vô biên không bờ bến. Xá lợi tử như hư không rộng lớn bờ bến bất khả đắc, như vậy bờ bến của bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Xá lợi tử như bờ bến địa thủy hỏa phong phong thức giới bất khả đắc, như vậy bờ bến của bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Giá lợi tử, phải biết, bát nhã bà làm mặt đa, chỗ đầu giữa sau đều không bờ bến, cũng không phương cõi. xá lợi tử, các quản xứ giới duyên phải điên đảo các triền cái, tà kiến ái hành, tham sân xì, ngã hiếu tình vân vân, bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, pháp bồ đề phần, tịnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng trí, hổ tập diệt đạo, vô lượng thần thông minh thoát giải thoát tri kiến các pháp phạm phu pháp thanh văn độc giác bồ tát phật và các pháp môn khác không bờ bến không biên giới nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không bờ bến không biên giới Xá lợi tử, biên giới của bát nhã ba la mật đa sâu xa bất khả đắc, nên gọi là không bờ bến không biên giới. Vì bất khả đắc nên gọi là không bờ bến xá lợi tử bát nhã ba la mật đa sâu xa vì không biên giới nên nói là không bờ bến vì không bờ bến nên nói là không biên giới xá lợi tử bát nhã ba la mật đa sâu xa tánh ngã tánh chấp thủ bất khả đắc nên biết gọi là không bờ bến không biên giới xá lợi tử vì tất cả pháp không bờ bến không biên giới nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không bờ bến không biên giới vì hư không rộng lớn không bờ bến không biên giới nên biết các pháp cũng không bờ bến không biên giới theo quyển thứ năm trăm chín mươi